Chào em. Dạ. Hôm nay nhóm mình chỉ có hai bạn nam, vậy mình bán có khó khăn gì không mọi bạn? Dạ, hai bạn nam thì thấy hơi khó rồi, sáng giờ bán không có bạn nữ nào bận áo kimono cho nên là không thu hút được nhiều hàng, nhiều khách hàng vào thăm quán cho nên là cũng hơi khó khăn. Dạ. Nhưng mà cũng cố gắng chút xíu cũng sao nè. Ừ, bạn Vũ ơi. À, chào anh. À, ngày sáng ngày hôm nay thì tụi em bán cũng rất là khá, bán được một số mặt hàng như là xúc xích xông heo, xúc hết heo xông khói, cũng có dài cũng có ngắn cũng có và có cả dăm bông nữa. Ngoài ra thì rượu bán cũng khá chạy, một số khách hàng nước ngoài cũng khá quan tâm đến mặt hàng rượu của chúng ta và họ đã mua để làm quà tặng rất là nhiều. Sáng nay thì tụi em bán được hai lọ như thế này và bên cạnh đó thì có cả rượu canh da nữa, cũng được hai lọ.